chào tất cả các anh em nhá. Đấy, hôm nay kênh ăn uống Lạng Sơn lại tiếp tục đang có mặt ở phố ẩm thực của người Lạng Sơn. Đấy. Đấy. Thì hôm nay lại muốn chia sẻ cho anh em món thịt chó của người Lạng Sơn thôi các bạn nhé. Đấy, trước mặt các bạn là một hàng thịt chó rất là hấp dẫn luôn. Đấy, cực kỳ hấp dẫn. Đấy, hấp dẫn bậc nhất ở khu ẩm thực này đấy các bạn nhé. Bạn nào thích ăn thịt chó thì đây là hàng thịt chó rất là lý tưởng để cho anh em đến thưởng thức. Đấy. Đấy. Trung tuyến các món thịt hấp, dựa mận, xương măng, lòng dồi, chân, đuôi, ngầu quýt. Quán này là quán ngon nhất Lạng Sơn rồi anh nhỉ? Đa số là quán này nổi tiếng bậc nhất Lạng Sơn rồi. Đúng rồi, khu này là quán này là ngon nhất rồi đấy. Đúng rồi. Đấy, đây, đây. Nhìn nó hấp dẫn như này mà nhỉ. Quán này vừa múc lên là nóng hổi dẫn luôn. Và là nhựa mận. Nước này đúng là chỉ có bánh mì rồi ăn bún thôi. Ờ, hôm nay gần hết rồi, chắc một nồi cho hết rồi. À thế à, thế tí nữa mình phải lấy cái này ngay mới được. Ơ, bảo chị gái làm cho luôn đi. Xong rồi anh em mình Lạng Sơn thì thịt chó này nhiều nơi có, chứ không phải chỉ riêng Lạng Sơn. Nhưng mà chia sẻ cho anh em mấy quán này là quán ngon nhất Lạng Sơn thôi. Và có chị chủ quán rất là nhiệt tình. Bao nhiêu lấy ít thôi, mỗi thứ một tí là anh em mình ăn ít thôi. Hai anh em thôi đúng không? Kiểu hai anh em quay đây về quay một ít chia sẻ cho anh em thưởng thức thôi. Hai người mà ăn nhiều quá không ăn được hết đấy. Đấy, tiện là chị gái đang múc cái món dồi chó thì cũng lướt qua một vòng cho anh em xem. Đấy, dồi chó này, chân chó này, đuôi chó này. Đấy, thịt hấp này. Đấy, nói chung là bảo là 7 món nhưng mà thực sự là ở đây nó không đủ, chưa đủ 7 món. Đấy, còn món nướng nữa, còn món một hai món gì nữa mới đủ 7 món. Nhưng mà đa số là như này được rồi. Tại đây rồi, 100.000 thịt chó được không hết rồi. Đấy, món thịt hấp là 300.000 một cân. Rồi chó là 150.000 một cân. Rượu mận là 250.000 một cân. Lấy thịt rồi mới bỏ nước sau anh em nhé. Chân chó là 10.000 một cái chân nhỏ, mà cái to là 25.000 một đôi. Đấy. Vừa mới vừa nạc. Nhìn hấp dẫn không? Quá ngon. Ý, nhìn thấy mấy đè ngon này, vừa mới vừa nạc. Đấy, chỗ này là 101 rồi. 101 được một đĩa đầy rồi. Bác nhỉ? 101 là một đĩa khá là nhiều rồi. Đấy. Gia vị đầy đủ. Từng này tầm 2 người ăn không nhỉ? Này 3 người. 3 người. 3 người ăn là vừa đẹp. Ai mà ăn được thịt chó giờ khỏe lắm đấy. Chống Covid thì ăn cái này vào chứ còn gì nữa. À, chống được Covid. Không ăn cái này khỏe lên nào được. Cái này phải là một lít ngôi mồm nữa không ạ? Covid nó sợ, xong là sát khuẩn bằng cái ba mấy độ nữa. Đấy, một xíu này.